Amazon cắt giảm hơn 18.000 nhân sự. Theo Bloomberg và Reuters, tập đoàn Amazon đang sa thải hơn 18.000 nhân viên, con số lớn hơn đáng kể so với kế hoạch 10.000 người trước. Điều này cho thấy sự sụt giảm ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực công nghệ. Con số mới là lần cắt giảm nhân sự lớn nhất từng được tiết lộ từ một tập đoàn công nghệ lớn. Thông báo về đợt sa thải hàng loạt được giám đốc điều hành Andy Jassy gửi đến nhân viên hôm 4 tháng 1, cho biết công ty có kế hoạch bắt đầu thảo luận về các động thái đối với nhân viên bị ảnh hưởng vào ngày 18 tháng 1. Các vị trí bị cắt giảm chủ yếu từ bộ phận bán lẻ, nhân sự hay tuyển dụng. Khả năng sa thải hàng loạt xuất hiện trong nhiều tháng và công ty thừa nhận họ đã thuê quá nhiều người trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tổng số nhân sự bị sa thải tăng cho thấy triển vọng của công ty ngày càng trở nên u ám. Trước Amazon, hai gã khổng lồ công nghệ khác là Meta Platform, công ty mẹ của Facebook, Instagram và Microsoft cũng đã cắt giảm hàng ngàn việc làm để chuẩn bị đối đầu với suy thoái kinh tế. Hôm 4 tháng 1, Salesforce cũng công bố sa thải khoảng 10% lực lượng lao động và giảm nắm giữ bất động sản. Các nhà đầu tư Amazon đưa ra phản ứng tích cực với nỗ lực thắt lưng buộc bụng này, đánh cược rằng điều này có thể thúc đẩy lợi nhuận trở lại. Cổ phiếu của Amazon đã tăng gần 2% vào cuối phiên giao dịch ngày 4 tháng 1.